cùng với Diễm Xương. Diễm Xương đã hứa rồi nha quý vị, lên sân khấu và nhảy quậy hết mình. Và thưa quý vị, đây có một performance đặc biệt của hai em thiếu nhi. Sau đây mời hai em thiếu nhi lên trên đây để trình diễn một nhạc nhạc phẩm của mình. Và chúng tôi muốn để cho hai em tự giới thiệu, bởi vì cái tên bài hát thì tôi không nhớ. Bởi vì tên nhạc Mỹ đi thành được, nhạc Mỹ hay nhạc Việt thì tôi không nhớ nữa. Một tràng pháo tay cho hai em thiếu nhi thân thể quý vị ơi. Một tràng pháo tay ủng hộ cho các em mà. Woo! Yeah! Rồi, Yên Trang thấy các em ở đây chuẩn bị nha. Đâu rồi, hai em đâu rồi? Ủng hộ nha các em. Xin mời hai em nha. Hai em đang vuốt những cái chiếc cột. Sao hai cháu sẵn sàng chưa? Đuổi. Xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Rồi Thế Luôn. Một tràng pháo tay để ủng hộ tinh thần các em quý vị ơi. Thank you.
thank you so much. À, quý vị ơi, mình phải cổ vũ các em hát. Nó, học tiếng Việt là rất là khó, mà lại hát tiếng Việt là rất là đáng nể đó con. Giỏi, thank you so much. Dạ, xin kính mời quý vị đón chào sự trở lại của ca sĩ Quốc Hưng trong bài hát Say You Will. Thank you. Em mời với anh ban nhạc trở lại sân khấu ạ. Mấy anh đẹp trai ơi, mấy anh đẹp trai ban nhạc ơi, mời mấy anh lại sân khấu giùm em nha. Quý vị thấy ban nhạc, mấy ban nhạc hay không quý vị? I think it's the best band in Minnesota. Tới giờ này mà còn có người khen đẹp trai thì mừng quá. Con cái đầm đi. Thank you. Nhà mời anh Quốc Hưng ạ. Ồ, anh trống. Ồ, từ từ anh ơi. Không cần phải chạy nhanh nó té. Té tụi em khổ lắm á. Không có anh là linh hồn của ban nhạc đấy. Cảm ơn anh. Just how hard I try, I don't wanna be alone tonight.
Lần đầu tiên Quốc Hưng hát nhạc phẩm này với bên nhạc cho nên là vậy là rất hát ok. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn nam ca sĩ Quốc Hưng. Kính thưa quý vị, xin mời quý vị chào đón sự trở lại của nữ ca sĩ Yên Trang, và theo như Mỹ Hằng biết là chị Trang là nữ ca sĩ chuyên trị nhạc pháp. Quý vị, xin mời quý vị cho một tràng vỗ tay thật lớn cho chị Yên Trang. Yên Trang xin được trở lại với quý vị với nhạc phẩm Pháp mang tựa đề Nào Biết Nào Hay Kì Xê Điều Cha Cha. Trở lại với chúng ta, một tràng pháo tay cho chị Ngọc Hiền ạ.
Thank you so much. Hiền chúc quý vị thưởng thức các món ăn thật ngon và have a great time tonight. Ngọc Hiền xin mến tặng quý vị bài hát của nhạc sĩ Trần Tiến Thanh, bài hát Long Đài Tình Ái.
tay cho chị Ngọc Hiền quý vị, và xin được trở lại với ca sĩ Nhã Ái. Và một tràng pháo tay cho ca sĩ Nhã Ái. Kính thưa quý vị, nhạc phẩm được mang tên Anh Là Lính Đa Tình. Sôi động quá phải không quý vị? Xin cảm ơn ca sĩ Nhã Ái rất là nhiều. Và sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một nữ ca sĩ rất là duyên dáng. Và cô đã từng hát nhiều năm trên nhiều tiểu bang. Và bây giờ hôm nay là cô được xin tình nguyện về đây để giúp vui cho tất cả quý vị và ủng hộ cho giáo xứ chúng ta. Xin trân trọng giới thiệu nữ ca sĩ
Lễ Hằng. Nhìn nhau mà nói không nên lời.
Lê Anh xin cảm ơn quý vị. Quý vị ơi, một lần nữa ban tổ chức xin chân thành cảm ơn cô Lệ Hằng đã cống hiến những lời ca rất là ngọt ngào êm dịu cho tất cả chúng ta hôm nay. Và sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự trở lại của anh Châu Nguyễn. Xin mời quý vị tất cả chúng ta cùng thưởng thức. Thank you.
Thưa quý vị, cảm ơn lời giới thiệu của MC. Sau đây xin thân tặng quý vị một nhạc phẩm của nhạc sĩ Trường Sa, tựa đề là Yêu Em Giữa Đời Quên Lãng. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Say đắm triền miên,
yêu em giữa đời lắm quên giao nắng vẫn ghen màu mắt và môi ấy vẫn quen hơn dỗi xin một lần tình chia ngọt bùi cho một lần hạnh phúc dạng đời tình vui đời có bên nhau tình đau đời cái chia nhau xin em nắm ngón dịu vượt qua mau mùa xuân nơi đâu hỏi em còn nhớ thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin mời quý vị cùng thưởng thức tiếng hát trở lại của nữ ca sĩ Bích Hằng. Thưa quý vị, năm nay Hội Chợ Giáo Sứ có 3 hàng lực, Lệ Hằng, Bích Hằng, rồi Mỹ Hằng, 3 hàng thưa quý vị. Một tràng pháo tay thật lớn cho Bích Hằng ạ. Chào tất cả mọi người ạ.
mãi thương sâu cuộc tình đã chỉ là cơn mơ cuốn theo cả một trời nhung nhớ mãi chìm đắm trong lòng lỡ trái tim vẫn không ngừng nhớ đợi chờ anh đến xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý ông bà anh chị em đã đến đây để rất vui và ủng hộ gia sư chúng tôi qua những ngày một trận này. Và để kết thúc chương trình tối hôm nay, sau đây Benjamin xin gửi đến quý vị các bạn nhạc phẩm Gia Tử Vũ Khí. Thank you.
Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Bài hát thứ hai, Ben Simmons xin gửi quý vị các bạn qua nhạc phẩm Năm Lít Tay Hay. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, nói với anh một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngưng đi. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn anh Sơn nha. Aya thấy anh hát bài này Aya Pru rồi đó. Cảm ơn anh nha. Dạ, thì mong quý vị had a good time, relax and enjoy the good music. It's a great band that we have here tonight. Bây giờ xin quý vị một tràng xin pháo tay cho anh nghệ sĩ, ca sĩ Minh Tuấn trong bài nhạc Nhớ Nhau Ngoài của nhạc sĩ Anh Việt Thu. Thank you so much.
chúng ta cùng trở về lại với những lời hát em dịu đồng quê dân dã. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Thank you.
không. Đổ nhá, quậy em, ban nhạc thích quậy phải không? Ở dưới thích quậy hay là buồn, bolero hay là xì lô lốc, chiều hết ạ. Ngày em quên của Nam Phương. Techno. Dưới chú, techno. Dưới chú, dê. Không, tấn dê chú rồi. Hay là mi chú cũng được. Mi chú đi, mi chú. Mi chú, mi chú. Sau đây để tiếp nối chương trình. Đây là cây nhà lá vườn nhá, ở dưới ủng hộ nhá. Ai là cây nhà lá vườn ủng hộ nhiều nhiều lên nhá. Ngày em đi của nhạc sĩ Lam Phương. Yeah, quay lên, quay lên, quay lên, quay lên. Giấc mơ đời ta
anh ngỡ rằng mình còn chiến bao. Đường em đang đi, em có nghe con tim vừa đi, biết con đường xưa tổ chức có cho hát nữa không? Đâu rồi, ban tổ chức không có ý kiến nào, chơi luôn. Bài xót xa, bài xót xa. Hình như là bài này là đêm hôm qua có người thức đêm với mình thì là biết bài này nhá. À, ăn cho dê thứ đi, mì nó hơi cào. Đi đi ăn thằng ăn trang. Đôi khi lòng muốn có đây. Xin tặng những ai hôm qua thức đêm để trông các thiết bị cho nhà thờ nhé. Tám rồi. Cái nhà lá vườn ủng hộ nhau nhé, bạn nhà thắng qua ai luôn. We'll be right back.
hành tinh đó trả lại bao nhiêu. Đời em là ước muốn tương lai, còn tôi giờ chỉ tay trắng đôi tay, làm sao chung đường chung bước. Xin em đừng nhắc tên tôi làm gì, ngờ như không biết hay thì quên đi. Từ khi em lỡ cất bước ra đi, còn tôi đau xót rồi, ước mơ còn ước mơ gì. Trời đổ mưa trong lòng, mưa rơi ướt trong tâm hồn. Tình yêu chấm tan bay cao, mang về trả lại chẳng sao. Quen nhau đừng để cho nhau buồn lòng. Lá rớt rụng bên sông, hỏi em có biết hay không, mà sao em để tôi như tôi không, cắt chia nào chẳng đau lòng. Hỏi em có biết hay không, mà sao em để tôi như tôi không, chẳng đau lòng. Hay quá rồi, chờ hát nữa không? Chờ hát nữa là quên tiếp á. Xa rồi, lên dầm đi cô. À, quý vị à, cho ban nhạc một tràng pháo tay. Trời quá đã rồi, blue. Cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và quý vị ơi, chúng ta hãy chuẩn bị với sự trở lại của ca sĩ chính của đêm nay quý vị ạ. À. Quý vị đang đó chưa? Are you having a good time? Nhậu đã chưa? Yeah, mình yes. Sẽ giới thiệu chị. Xin mời sự trở lại của ca sĩ Diễm Sương. Một tràng pháo tay cho ca sĩ Diễm Sương quý vị ơi. Một lần nữa chúng em xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị ơi. Hồi nãy giờ quý vị sỉnh chưa? Sỉnh rồi thì bây giờ quậy được không ạ? Quậy được không ạ? Rồi, cho xin xin pha thứ nha. Pha thứ rồi vào techno luôn nha. Thank you.
Hey!
rất là nhiều thank you các anh các chị đã đứng ở bên kia cùng uống và cùng nhảy với Sương ở bên kia. Tí nữa chờ Sương nha, Sương sẽ xuống dưới kia để mà đi bán vé số. Sương sẽ qua bên kia để bắt tay mọi người. Dạ anh. Sàn nhảy nhỏ quá hả? Cái chỗ này là chứa được là mấy chục người mà hồi nãy giờ chứa một mình anh nào mà anh kia nhỏ. Cha 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 đúng không ạ? Alright, cho Sương hát một ca khúc cha 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 đứng trên sân khấu hát. Và sau ca khúc này thì quý vị chuẩn bị nha. Sương cũng như là các anh chị em trong ban tổ chức sẽ xuống dưới kia để đi bán vé số. Và bên cạnh đó cũng là để gặp gỡ quý vị một cách gần hơn, gần gũi nhau hơn. Alright, và bây giờ là sẽ là một ca khúc cha 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 của cố nhạc sĩ Lam Phương. Ca khúc được mang tên Cỏ Úa. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you. Love.
Quý vị ơi, bây giờ cho Sương xin phép Sương đi xuống dưới quý vị được để được gần quý vị hơn được không ạ? Sương sẽ cố gắng đi xuống dưới kia và cùng với các anh chị trong ban tổ chức để mà bán những chiếc vé lô tô cho giáo xứ nha quý vị. Quý vị thương cho giáo xứ và thương cho Sương, mong quý vị ủng hộ từng chiếc vé một nha. Bởi vì quý vị ơi, trọng trách của Sương là nếu mà không bán được vé số là coi như là giáo xứ nhốt lại đây không có cho về lại Cali. Đâm ra là quý vị thương, quý vị ủng hộ dùng cho Sương nha. Bây giờ đi bán vé số chắc là phải ca nhạc giật techno này nọ đúng không ạ? Thì quý vị thương quý vị mới mua cho đúng không ạ? Chắc là Sương nghĩ cho Sương một liên khúc techno gồm 3 ca khúc rất là nổi tiếng và ai cũng thuộc hết. Cho Sương liên khúc kia trước đi. Cho Sương liên khúc tình yêu này, nở này, để cho em khóc này. Rồi, cho Sương 3 ca khúc đó trước nha. Rồi, có ai đi bán cái số cùng Sương không ạ? Nè. Rồi, có 4 chị đẹp đi theo Sương. Vé số đây. Bây giờ một cái vé số bán bao nhiêu ạ? Một vé sao là 5 đồng hay là 8 đồng? Một vé 8 đồng rồi mua 10 vé rồi có được discount không ạ? Một vé 8 đồng quý vị ơi, mời vô mà chúng ta có thể trúng thưởng lên tới mấy chục ngàn. Đúng không ạ? Đó, mấy chục ngàn, sao nói thiệt mà sao đâu có nói giỡn đâu. Mấy chục ngàn đó quý vị ơi, đâm ra 8 đồng một chiếc vé số, mời vào quý vị ơi. Mãi vô. Không biết là ở đây có ai ủng hộ cho giáo xứ những chiếc vé số không ạ? À? Anh ơi, nhạc vào luôn, chắc có nhạc mọi người xung, mọi người mới mua vé số. Vé số đi quý vị ơi! Có ai mua vé số không ạ? À? Xin xuống dưới kia.